chi bi tím, con nghe mẹ dặn nha không? Con lên sống với mẹ nuôi á, thì nhớ phải biết nghe lời, không có được cãi lời mẹ nuôi con nha không? Con ráng lên đó đi, khi nào rảnh, mẹ sẽ sắp xếp lên đó thăm con. Lên trên đó nhớ học hành cho đàng hoàng nha không? Chứ con ở cái nơi này á, thì sẽ không bao giờ có tương lai đâu con à. Nhưng mà mẹ ơi, con muốn ở với mẹ thôi, con không muốn đi lên trên thành phố, phải xa mẹ đâu. Ngoan đi, mẹ nuôi của con cũng thương con mà. Con lên đó sống với mẹ nuôi, mẹ nuôi sẽ chăm sóc yêu thương con, giống như là mẹ vậy đó. Ngoan, mẹ ở dưới này, ráng mong móc kiếm tiền rồi gửi lên cho con nha không? Dạ, con biết rồi. Thôi, thu xếp đồ đạc rồi đi với mẹ. Vô đây chị đi tiếp. Chị chào em. Ơ, chị lên rồi đó hả? Chị với bé chị đi tím vô ghế ngồi đi ạ. Dạ con. Vô đây ngồi với mẹ nè con gái. Dạ. Vô ngồi với mẹ nuôi đi con. Chị gửi gắm bé chị đi tím cho em nha. Có gì em chăm sóc cho nó giúp chị. Khi nào rảnh có thời gian chị sẽ lên thăm nó. Chị yên tâm đi. Trời ơi, tuy là con nuôi nhưng mà em sẽ yêu thương con bé giống như là con ruột của mình vậy đó. Con gọi mẹ đi nè. Dạ mẹ. Ngoan lắm. Từ nay á, đây là ngôi nhà thứ hai của con. Và cô Lan đây cũng là người mẹ thứ hai của con đó. Nhớ là phải biết nghe lời. Bây giờ mẹ phải đi về, còn lo việc ở dưới nữa. Dạ mẹ. Ngoan, nghe lời mẹ nha không? Dạ con biết rồi, thôi mẹ về cẩn thận. Thôi con gái con đừng buồn nữa, rồi con sẽ quen với cuộc sống ở đây thôi. Nè, lần đầu tiên gặp mặt, mẹ tặng cho con món quà. Dạ con cảm ơn mẹ. Con có thích căn nhà này không? Đó, đây mẹ sẽ dắt con vô căn phòng của con. Đây sẽ là bàn trang điểm của con. Con có thích không? Mẹ đặc biệt chuẩn bị riêng cho con đó. Wow, con nhận đẹp thiệt. Từ đó tới giờ con chưa thấy phòng trang điểm nào mà đẹp như vậy hết. Con thích là được rồi. Còn ở bên đây là phòng ngủ. Đó, con có thích cái kiểu dáng dễ thương như vậy không? Mẹ đã đặc biệt chuẩn bị riêng cho con. À, phòng này còn có đèn nữa nha. Đó, con thích chưa? Wow, đẹp quá mẹ ơi. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con chưa bao giờ dám mơ ước sẽ được sống trong ngôi nhà, trong căn phòng xinh đẹp như thế này. Chỉ cần con gái của mẹ thích là được rồi. Ngày mai mẹ sẽ mua đồ mới cho con và chuẩn bị cho con nhập học vào trường mới nha không? Con ráng học cho giỏi. Dạ, con cảm ơn mẹ. Đẹp quá. Chị đi tím ơi, dậy đi học nè con. Mẹ có mua cho con một chiếc váy mới, màu thai rồi đi học đi. Dạ, con dậy liền. Sao nào, con có thích chiếc váy hồng này mẹ mua không? Công nhận là đẹp thiệt mẹ ơi. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Ừ, con gái ngoan của mẹ. Thôi bây giờ mẹ đưa con đến trường. Công nhận con bé mới vô học lớp mình, nhà nó giàu ha. Đi đến trường được đi xe du lịch luôn, thích thiệt. Ừ, chắc là con nhà giàu đó mà. Mình chưa mơ ước, chưa từng mơ ước mình sẽ có một cuộc sống như thế này. Mình thật là hạnh phúc. Ước gì mẹ nuôi của mình là mẹ ruột của mình mãi mãi cũng sẽ như vậy. Mình sẽ được sống sung sướng trong căn nhà to rộng như thế này. Thích ơi là thích luôn. Qua ai giống như là con nhỏ học sinh mới lớp mình. Đây chắc là mẹ nó rồi. Mẹ nó công nhận đẹp và sang trọng thiệt. Đúng là nhà giàu có khác ha. Ôi trời ơi, nhìn mẹ nó toát lên cái vẻ đẹp ngất ngây luôn. Chào bạn. Ủa, xíu đó hả? Chào bạn. Ủa, đây là mẹ của bạn đó hả? Đúng rồi, là mẹ mình đó. Wow, công nhận mẹ bạn đẹp và sang trọng thiệt ha. Tất nhiên rồi. À, mà khi nào rảnh á, mời bạn với mấy đứa qua nhà mình chơi nha. Mình biết rồi. Thưa cô con đi. Con chào cô. Tụi nó phải lía mắt khi mà trông thấy mẹ nuôi của mình. Nhưng mà nếu như tụi nó thấy được mẹ ruột của mình không giống như vậy, chắc bọn nó sẽ cười vào mặt mình. Mình nhớ con bé quá. Hôm nay mình phải tranh thủ lên thăm nó mới được. Chắc chắn nó thấy mình nó sẽ bất ngờ và vui lắm đây. Sắp được gặp con gái yêu của mình rồi. À, mình phải chuẩn bị mấy món ăn ở dưới đây quê mà nó thích đem lên cho nó ăn mới được. Nhớ nó quá đi. Wow, công nhận là nhà bạn giàu và đẹp thiệt ha. Trời ơi, nhìn sướng con mắt luôn. Cuối cùng cũng tới rồi. À, chi bi tím. Tại sao mẹ mình lại lên ngay lúc này cơ chứ? Không được, nếu như để tụi nó biết được đó là mẹ ruột của mình, tụi nó sẽ cười mình mất. Mình xinh đẹp như thế này, tại sao lại có một người mẹ già nua và xấu xí thế kia? Ai mới kêu tên bạn kìa? Ai vậy? Con gái, mẹ lên thăm con nè, con có nhớ mẹ không? Cái gì? Con gái, mẹ sao? À, không phải như vậy đâu. Chẳng qua là đây là Oxin của nhà mình đó. Chẳng qua cô Oxin yêu thương mình mà cô lại không có con nữa, cho nên cô hay gọi mình là con gái lắm.
Sao con mình lại nói như vậy? Ngài trông nó xinh đẹp hẳn ra, mặc một chiếc váy như công chúa. Chắc là nó xấu hổ khi nhận người mẹ này đây mà. À, cô xin lỗi, cô quen miệng. Cô xin lỗi con nha. Dạ, không có gì đâu cô. Ủa, chị mới lên hả? Chị lên thăm con bé Chibi Tím sao? À, đúng rồi, công nhận á, lạ hả? Mẹ của Chibi Tím đẹp thiệt. Chú nghĩ sao, lúc đầu mình còn tưởng cái bà đó là mẹ của Chibi Tím. Chibi Tím vừa xinh đẹp, giàu như vậy, làm sao mà có người mẹ xấu, cái già thế kia. Ủa, tụi con mới nói cái gì vậy? À, dạ thì lúc đầu tụi con tưởng cô đây là mẹ của Chibi Tím mà. Ủa, thì đó rõ ràng là mẹ ruột của Chibi Tím mà các con. Chuyện này là sao? Cô chỉ là mẹ nuôi của bé Chibi Tím thôi. Còn người mà sinh ra bé là cô đây nè. Các con mau chào cô đi chứ. Trời, vậy mà Chibi Tím nói với tụi con, cô ấy là Oshin ạ. Trời đất, tại sao con lại như vậy hả Chibi Tím? Hay là con xấu hổ khi có một người mẹ luôn luôn yêu thương, quan tâm con hả? Thôi, không sao đâu. Tôi không có trách gì con bé đâu mà. Chắc là tôi xa nó lâu quá cho nên là nó quên tôi đó thôi. Không được, em không thể nào chấp nhận như vậy được. Chị là người đã cực khổ sinh nó ra, nuôi nấng tới bây giờ. Không ngờ bây giờ mới có xa mẹ vài năm mà đã quay mặt với mẹ mình như vậy sao? Còn quá là hư nha Chibi Tím nha. Không ngờ Chibi Tím cậu là người như vậy sao? Hay, mình cứ tưởng mình xin lỗi. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ nuôi. Con biết con sai rồi. Còn vì cái sĩ diện, vì cái vẻ bề ngoài giàu có mà con lại từ chối người mẹ đã yêu thương con. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Không sao đâu con gái à. Mẹ cũng là người có lỗi mà. Bởi vì mẹ trông nhếch nhác như thế này, quê mùa như thế này, con không chịu nhận mẹ cũng phải thôi. Dạ, không đúng. Dù cho mẹ có gần như thế nào đi chăng nữa thì mẹ mãi mãi là mẹ của con, cũng là người đã sinh ra con mà. Đó, con hiểu chuyện như vậy có phải là ngoan hơn không? Mặc dù cho là mẹ nuôi cũng yêu thương con không kém phần mẹ ruột, nhưng mẹ ruột mãi mãi là mẹ ruột, là người đã đứt ruột đẻ ra con, cho nên con phải luôn yêu thương và kính trọng biết chưa hả? Dạ con biết rồi. Cha, chị Bi Tím nhà ta sướng nha, có tận tới hai người mẹ yêu thương luôn đó. Vậy mà con không nhận nữa chứ. Mình thôi được rồi, bây giờ để hai mẹ xuống nấu cái gì đó ngon ngon cho con và các bạn con ăn nha. Đúng rồi, chắc là con nhớ mấy món dưới quê mẹ nấu lắm đúng không? Dạ, tất nhiên là con nhớ rồi mẹ. Mẹ để làm cho con ăn nha. Rồi, được rồi. Ta-da, và thế là câu chuyện của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và qua câu chuyện này thì chúng ta rút ra bài học, dù cho mẹ mình là có là người như thế nào, là người xấu hay là người tốt, hoặc là già, nghèo, quê mùa, thì cũng vẫn mãi là mẹ mình, người luôn yêu thương và quan tâm mình nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các em ở câu chuyện sau nhé.